Trong buổi tối xin được tiếp tục với những thông tin liên quan tới tình hình giao thông. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn gần đây xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, điều đáng nói là bài học kinh nghiệm này không được nhiều người lưu ý. Các tài xế vẫn còn chủ quan vượt ẩu, lấn làn. Và trong ngày 14 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã cho biết, đơn vị vừa tìm ra tài xế ô tô vượt ẩu trên cao tốc Cam lộ La Sơn gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container, nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của một ô tô con xảy ra vào khoảng 7 giờ 58 phút sáng cùng ngày trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm trên, container đang lưu thông trên làn đường sát giải phân cách giữa ở đoạn tuyến có 4 làn xe. Khi xe container kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, thì bất ngờ một ô tô con đã vượt lên bên phải và tạt đầu xe container. Nam tài xế được xác định là Hoàng Anh Cảnh, sinh năm 1992, quê Đô Lương, Nghệ An. Làm việc với cơ quan công an, lái xe khai nhận vào sáng 13 tháng 3 có cùng đồng nghiệp đi công tác bằng ô tô. Khi tới km số 58 đường cao tốc Cam lộ La Sơn, mặc dù đã tới đoạn chuyển từ 4 làn xuống còn 2 làn, anh Cảnh vẫn tiếp tục chuyển làn phải để vượt lên một chiếc xe container đi phía trước. Với vi phạm này, thì nam tài xế bị lập biên bản xử phạt về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Mức phạt cho hành vi này là 5 triệu đồng cùng với việc tước bằng lái xe 2 tháng. Liên quan tới câu chuyện này thì nhiều người cho rằng số tiền phạt còn quá nhỏ, không đủ sức răn đe và nếu hậu quả xảy ra thì thiệt hại sẽ rất lớn. Ngoài việc tăng cường xử phạt thì các lái xe cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý các bất cập trên tuyến như là lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, bổ sung thêm các biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt, nghiên cứu tổ chức giao thông tại các nút giao, bổ sung các điểm dừng khẩn cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát, camera xử phạt hay là đinh phản quang, để hạn chế các tai nạn có thể xảy ra trong thời gian tới.